ngày 25 tháng 8, kính Thánh Louis. Thánh Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Thân phụ ngài là vua Louis thứ 8 cai trị nước Pháp và thân mẫu ngài là hoàng hậu Blanche. Người ta thuật chuyện rằng khi hoàng tử Louis còn nhỏ, hoàng hậu Blanche đã ôm ghì ngài vào lòng và nói: "Mẹ yêu con, hỡi con yêu dấu của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều, nhiều như bất cứ người mẹ nào có thể yêu thương đứa con của mình. Nhưng mẹ thà thấy con chết dưới chân của mẹ còn hơn thấy con phạm một tội trọng." Louis hằng ghi tâm khắc cốt lời dạy này của thân mẫu. Louis lớn lên trong sự dưỡng dục và ấp ủ của niềm tin Công giáo. Khi Louis lên 12 tuổi, vua cha băng hà và Louis lên ngôi kế vị cha. Tuy nhiên, hoàng hậu Blanche đã nắm quyền cai trị nước cho tới khi Louis được 21 tuổi. Thánh Louis là một vị quân vương rất đặc biệt. Ngài kết hôn với cô Margaret, con gái của một bá tước. Cả hai rất tha thiết yêu nhau. Họ sinh được 11 người con. Louis là người chồng và là người cha tốt lành. Khi hoàng hậu Blanche còn sống, bà là cố vấn rất được Louis quý trọng. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Louis cũng gắng xếp thời gian để tham dự thánh lễ và nguyện kinh thần vụ hàng ngày. Vua Thánh Louis là hội viên của dòng ba Francisco và ngài sống rất mực giản dị. Louis rất quảng đại và rất có công tâm. Ngài cai trị thần dân với đức khôn ngoan, bác ái theo giáo huấn của Chúa Kitô. Đối với vua Thánh Louis, tin và sống chỉ là một. Vua Louis biết cách dàn xếp những cuộc cãi vã và tranh chấp. Ngài lắng nghe những người nghèo khổ và thiệt thòi về quyền lợi. Ngài dành thời gian cho mọi người, chứ không cho riêng những người giàu có và quyền thế. Ngài cũng ủng hộ nền giáo dục Công giáo và đã xây cất nhiều tu viện. Nhà sử học John Ville đã viết một cuốn tiểu sử về vua Thánh Louis. Ông nói rằng mình đã trải qua 22 năm phục vụ nhà vua. Ông là bạn hàng ngày với vua và ông nói rằng trong suốt những năm ấy, chưa bao giờ nghe thấy vua Louis chửi thề hay nói một lời tục tiểu nào. Vua Louis cũng không cho phép ai được dùng loại ngôn ngữ thô bỉ đó trong lâu đài của vua. Vua Louis cảm thấy phải khẩn trương giúp đỡ các Kitô hữu đang chịu đau khổ tại đất thánh. Ngài muốn tham gia các cuộc thánh chiến để giành lại đất thánh đang bị những người Hồi giáo chiếm giữ. Lần đầu, vua Louis bị bắt làm tù binh. Thế nhưng, ngay cả ở trong tù, Louis cũng sống như một hiệp sĩ của Chúa Kitô. Louis tỏ ra hiên ngang và cao thượng trong mọi lối hành xử. Sau đó Louis được trả tự do và được trở về cai trị vương quốc của mình ở Pháp. Tuy nhiên, chớp lấy cơ hội, Louis lại sang đất thánh lần nữa. Nhưng trên đường đi, Louis bị bệnh sốt thương hàn. Trước lúc qua đời, Thánh Louis đã cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con sẽ tiến vào nhà Chúa, thờ lạy Chúa trong thánh điện của Ngài và dân Chúa vinh quang xứng với danh Ngài." Thánh Louis qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 1270, lúc được 56 tuổi. Đến năm 1297, Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8 đã tôn phong Louis lên bậc hiện thánh. Sống trọn vẹn những giá trị tin mừng ở bất cứ thời đại lịch sử nào cũng thật là điều không mấy dễ dàng. Vua Thánh Louis nước Pháp bằng gương sáng của mình đã dạy chúng ta phải dành thời giờ cho Thiên Chúa và cho việc cầu nguyện. Nếu bị cám dỗ là quá bận rộn với công việc đến nỗi không thể cầu nguyện được, chúng ta hãy nài xin Thánh Vua Louis chỉ cho chúng ta bí quyết của Ngài.